Chào mừng các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An đến với tiết học trực tuyến hôm nay. Các em hãy cho cô biết em cảm nhận thế nào về những hình ảnh này. Cảnh vật và con người xung quanh ta rất đẹp, rất thân thuộc và sống động. Vậy làm thế nào để tả cảnh, tả người vào một trang giấy cũng sinh động và đẹp đẽ không kém với thực tế? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học nhé. Tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu hai nội dung chính, đó là phương pháp tả cảnh và phương pháp tả người. Chúng ta bước vào phần bài học thứ nhất là phương pháp tả cảnh. Qua bài học, chúng ta cần đạt được những mục tiêu sau. Về kiến thức, các em nắm được cách tả cảnh và hình thức, bố cục, thứ tự miêu tả của một đoạn văn, một bài văn tả cảnh, biết cách tả một đối tượng cụ thể. Về kỹ năng, thực hiện thành thạo kỹ năng quan sát và lựa chọn hình ảnh tiêu biểu để diễn tả. Thực hiện được kỹ năng trình bày những điều quan sát, lựa chọn theo thứ tự hợp lý. Về thái độ, có thói quen quan sát kỹ cảnh vật xung quanh, có ý thức bảo vệ môi trường. Các em bước vào tìm hiểu phần 1 la mã, phương pháp viết văn tả cảnh. Một nhỏ, tìm hiểu ví dụ, sách giáo khoa trang 45-46. Ví dụ A, những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt, thuyền cố lấn lên, Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạch ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ theo Võ Quảng. Các em quan sát hình ảnh minh họa và hãy trả lời cho cô câu hỏi. Ở đoạn văn trên, qua hình ảnh Dượng Hương Thư vượt thác, thì em có thể hình dung được những nét tiêu biểu gì của cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ? Hình ảnh Dượng Hương Thư hiện lên rắn rỏi, nhanh nhẹn, quyết liệt chiến đấu cùng thác dữ. Tiêu biểu là các chi tiết, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh. Vậy chúng ta có thể nhận định rằng, tác giả miêu tả hành động, cử chỉ và hình ảnh nhân vật có những nét gân guốc, rắn rỏi, khỏe mạnh, ý chí quyết tâm cao. Điều đó đã làm nổi bật cảnh thác dữ, hiểm trở. Theo em, trong đoạn văn trên, tác giả muốn tả Dượng Hương Thư hay tả cảnh vượt thác? Rõ ràng là đoạn văn tả cảnh vượt thác với nhân vật chủ yếu là Dượng Hương Thư. Từ đó chúng ta đi đến kết luận rằng đoạn văn trên tác giả đã miêu tả cảnh sắc ở khúc sông có nhiều thác dữ. Qua việc miêu tả ngoại hình, động tác của nhân vật, tác giả đã gián tiếp miêu tả cảnh vật. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu đoạn văn thứ hai. Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Nam Căn. Dòng sông Nam Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác. Cá nước bơi hàng đàn đen chuỗi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ. Rừng nước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây nước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng. Ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ, lòa nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai, theo đoàn dõi. Sau khi đọc xong văn bản, thì em hãy cho cô biết văn bản trên tả quang cảnh gì? Ta thấy rằng tác giả miêu tả cảnh sắc dòng sông Nam Căn và rừng nước Cà Mau. Các bạn hãy quan sát những hình ảnh sau đây để thấy rằng dòng sông Nam Căn rất hoang sơ, hùng vĩ và thấy được sức sống mãnh liệt của rừng nước. Để miêu tả dòng sông Nam Căn này, người viết đã lựa chọn những hình ảnh nào và miêu tả cảnh vật ấy theo thứ tự nào? Đó là những hình ảnh hết sức sinh động. Nước sông ầm ầm đổ ra biển, cá bơi hàng đàn, thuyền xuôi giữa dòng, rừng nước cao ngất, cây nước mọc dài theo bãi. Tác giả đã miêu tả theo thứ tự không gian và thứ tự các sự việc, từ dưới mặt sông nhìn lên, từ gần đến xa.
chỉnh tự miêu tả rất hợp lý. Từ đó, chúng ta có những nhận xét cho đoạn văn thứ hai. Đoạn văn tả cảnh dòng sông và cảnh rừng nước Nam Căn, chỉnh tự miêu tả từ dưới sông lên bờ, từ gần đến xa. Các em cùng tìm hiểu văn bản thứ ba là văn bản lũy làng. Văn bản này khá dài nên các em theo dõi trong sách giáo khoa trang 45-46 nhé. Lũy làng. Lũy làng là một vành đai phòng thủ kiên cố. Lũy làng có ba vòng bao quanh làng, màu xanh là màu của lũy. Lũy ngoài cùng trồng tre gai, thứ tre gốc to, thân to nhưng ngoằn ngoèo không thẳng, cành rậm đan chéo nhau, mỗi nhánh tre lại có những gai tre nhọn hoắt, rất cứng, mà những ai bén mảng vào ven lũy vô ý dẫm phải, khêu nhổ cũng khá phiền. Lũy tre ngoài cùng này không đốn, tre đời nọ truyền đời kia, tre cụ, tre ông, tre bà, tre cha, tre mẹ, tre con, tre cháu, chút chít chẳng chéo bằng ngọn, bằng tán. Bằng cách ấy khiến con sẻ bay cũng không lọt. Những gốc tre cứ to bự lên, chuyển thành màu mốc, khép kín vào nhau thành bức tường thành bằng tre. Mà với chiến tranh giáo mác, voi ngựa thuở xưa, muốn đột nhập vào làng chẳng dễ gì. Lũy giữa cũng toàn tre nhưng là loại tre thẳng, tre hóa. Lũy trong cùng, tre càng thẳng hơn, tre ống chuốt vươn thẳng tắp, ngọn không dày và rậm như tre gai. Suốt năm tre xanh rờn đầy sức sống, và đến mùa đổi lá thì toàn bộ tán xanh chuyển thành một màu vàng nhạt. Khi một trận gió mùa lay gốc, tầng tầng lá nối nhau bay xuống tạo thành một dải vàng. Tre lũy làng thay lá, mùa lá mới hòa nở, thứ màu xanh lục, nắng sớm chiếu vào trông như màu ngọc, đẹp như loại cây cảnh quần thể, báo hiệu một mùa hè sôi động. Thân tre cứng cỏi, tán tre mềm mại, mưa rào ngập xuống rồi trời tạnh, mối cánh chuồn chuồn đan cài trong bầu trời đầy mây xốp trắng. Nhìn lên những ngọn tre thay lá, những búp tre non kín đáo ngây thơ hứa hẹn sự trưởng thành, lòng yêu quê của con người được bồi đắp lúc nào không rõ. Dưới gốc tre tua tủa những mầm măng, măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy. Bẹ măng bọc kín thân cây non, ủ kỹ như áo mẹ trùm lần trong lần ngoài cho đứa con non nớt. Ai bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử? Theo Ngô Văn Phú. Mời các em quan sát một số hình ảnh về lũy làng, rất đẹp, vững chãi và nên thơ. Về nương dưới lũy tre làng, vọng ru tiếng võng vắt ngang chưa hồng. Về ươm vương đất cha ông, bao đời chiêu chắc nên bông lúa vàng. Từ đó, các em hãy giúp cô chỉ ra và tóm tắt ý của mỗi phần trong văn bản trên. Bố cục văn bản gồm có 3 phần. Phần mở đầu, từ đầu đến màu của lũy, đã giới thiệu khái quát lũy tre làng. Phần thân bài, tiếp theo cho đến không rõ, miêu tả lần lượt 3 vòng của tre làng. Phần kết bài, phần còn lại, nêu cảm nghĩ và nhận xét về loài tre. Từ dàn ý mà cô vừa vạch ra, em hãy nhận xét về thứ tự miêu tả của tác giả trong đoạn văn. Việc miêu tả đã đi từ khái quát đến cụ thể, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới theo thứ tự thời gian. Vậy ta có thể chốt lại bố cục văn bản lũy làng ngắn gọn như sau. Văn bản có 3 phần. Mở bài, giới thiệu khái quát về lũy làng. Thân bài, miêu tả cụ thể 3 vòng của lũy làng. Kết bài, cảm nghĩ về lũy tre làng. Tóm lại, từ việc tìm hiểu các văn bản trên, em hãy nêu yêu cầu khi làm bài văn tả cảnh. Muốn tả cảnh được thì ta cần phải xác định được đối tượng miêu tả, quan sát lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu, trình bày những điều quan sát được theo một thứ tự. Em hãy cho biết bố cục bài văn tả cảnh thường có mấy phần? Bố cục bài văn tả cảnh thường có 3 phần. Mở bài, giới thiệu cảnh được tả, thân bài, tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự, kết bài, thường phát biểu cảm nghĩ về cảnh vật đó.
Phần giải đáp hai câu trên của cô cũng là nội dung phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 47. Các em hãy nắm kỹ nhé. Chúng ta sẽ vận dụng lý thuyết đã học vào phần 2 la mã luyện tập. Bài 1, sách giáo khoa trang 47. Nếu phải tả quang cảnh lớp học trong giờ viết bài tập làm văn, thì em sẽ miêu tả như thế nào? Hãy suy nghĩ và trả lời theo sự gợi ý sau. Em sẽ quan sát và lựa chọn những hình ảnh cụ thể tiêu biểu nào cho quang cảnh ấy? Em định miêu tả quang cảnh ấy theo thứ tự như thế nào? Em hãy viết mở bài và kết bài cho bài văn này. Cô sẽ gợi ý cho các em những hình ảnh cụ thể về quang cảnh ấy. Hình ảnh cô giáo, cô vào lớp, chép đề bài. Hình ảnh cô giáo trong giờ làm bài. Quang cảnh chung của lớp học, chú ý đến bảng, bàn, ghế. Các bạn học sinh trong lớp thì với tư thế, thái độ và việc chuẩn bị cho việc viết bài như thế nào? Rồi cảnh viết bài, cảnh ngoài sân trường và cảnh thu bài. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần B là phương pháp tả người. Mục tiêu cần đạt của bài học này là về kiến thức thì chúng ta biết cách làm bài văn tả người, bố cục, thứ tự, miêu tả, cách xây dựng đoạn văn và lời văn trong bài văn tả người. Về kỹ năng, quan sát và lựa chọn các chi tiết cần thiết cho bài văn miêu tả, trình bày những điều quan sát, lựa chọn theo một trình tự hợp lý, viết một đoạn văn, bài văn tả cảnh. Về thái độ thì có thói quen quan tâm đến những người xung quanh, có ý thức vận dụng những kiến thức đã học vào viết bài văn tả người. Chúng ta bước vào phần 1 la mã là phương pháp viết một đoạn văn bài văn tả người. Một nhỏ, ví dụ sách giáo khoa trang 59, 60, 61. Đoạn 1. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hương Thư đang vượt thác, khác hẳn Dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẹ, tính nết nhu mì, cứ gọi ai gọi gì cũng vâng vâng dạ dạ, theo Võ Quảng. Ở đoạn văn này, tác giả đã tả về ai và người đó có những đặc điểm gì nổi bật? Tác giả đã miêu tả Dượng Hương Thư với những đặc điểm như sau. Như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ. Từ đó chúng ta có thể nhận định rằng, ở đoạn 1, hình ảnh Dượng Hương Thư hiện lên mạnh mẽ, oai phong, hùng dũng, khắc họa nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn, thể hiện sức mạnh phi thường của con người trong lao động. Chúng ta quan sát đoạn văn thứ 2. Cái Tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ 45-50, mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại, dưới cặp lông mày lổm chổm trên gò xương, lấp lánh đôi mắt gian hùng, mũi lão gồ sống mương dòm xuống bộ râu mép lúc nào cũng hình như cố giấu giếm, đậy điệm cái mồm toe toét, tối om như cửa hang, trong đó đỏm đang mấy chiếc răng vàng hợm của, theo Lan Khai. Ở đoạn văn này, nhà văn Lan Khai đã giới thiệu đối tượng miêu tả, đó là Cái Tứ. Nhân vật này nổi rõ với những đặc điểm là thấp và gầy, tuổi độ 45-50, mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại, dưới cặp lông mày lổm chổm trên gò xương, lấp lánh đôi mắt gian hùng, mũi lão gồ sống mương, bộ râu mép lúc nào cũng hình như cố giấu giếm, đậy điện, cái mồm toe toét tối om như cửa hang, trong đó đỏm đang mấy chiếc răng vàng hợm của. Vậy với những đặc điểm này, chúng ta có thể rút ra được nhận xét gì về nhân vật Cái Tứ? Đó là một kẻ xương xẩu, xấu xí, tham lam, khắc họa sinh động, đậm nét một con người gian xảo. Sang đoạn thứ 3, mời các em xem sách giáo khoa trang 60-61. Ông đô già người sở tại, khăn trùng, áo dài ngồi cầm trịch, giơ cao chiếc đùi trống sơn son gõ mạnh xuống mặt trống 3 tiếng thật đanh, thật giòn, tỏ ý nhận lời. Quắm đen quay ra đứng giữa sới, ngay lúc ấy,
Ông cả ngũ cũng từ trên thềm cao bước xuống, tiếng reo hò bốn phía tức thì nổi lên ầm ầm. Ngay nhịp trống đầu, quám đen đã lăn xả vào ông cả ngũ đánh ráo riết. Rõ ràng là anh muốn dùng cái sức lực đương trai của mình lấn lướt ông ta và muốn hạ ông ta rất nhanh bằng những thế đánh thật lắt léo, hóc hiểm. Anh vờn tả, đánh hữu, giữ trên, đánh dưới, thoát biến, thoát hóa khôn lường. Trái lại, ông cả ngũ thì xem ra có vẻ lại lờ ngờ, chậm chạp, dường như ông lúng túng trước những đòn đánh liên tiếp của quám đen. Hai tay ông lúc nào cũng thấy dang rộng ra, để sát xuống mặt đất, xoay xoay chống đỡ, keo vật xem chán ngắt. Ông cả ngũ bỗng bước hụt, mất đà chúi xuống. Quám đen đã như một con cắt luồn qua hai cánh tay ông cả ngũ, ôm lấy một bên chân ông, bốc lên. Người xem bốn phía xung quanh reo hò ồ cả lên. Thôi thế là ông cả ngũ ngã rồi, nhất định ngã rồi, có khỏe bằng voi thì cũng phải ngã. Tiếng trống vật dồn lên, gấp rút, dục dã. Ông cả ngũ vẫn chưa ngã. Ông đứng như trời trọng, như cây trồng giữa sới, trước những cặp mắt kinh dị của người xem. Còn quám đen thì đang loay hoay gò lưng lại, không sao bê nổi tới chân ông cả ngũ. Cái chân tựa bằng cây cột sắt, chứ không phải là chân người nữa. Ông cả ngũ vẫn đứng nghiêng mình nhìn quám đen mồ hôi mồ kê nhễ nhại dưới chân. Lúc lâu, ông mới thỏ tay xuống, nắm lấy khố quám đen, nhấc bổng anh ta lên, coi nhẹ nhàng như ta giơ con ếch có buộc sợi dây ngang bụng vậy. Các đô ngồi quanh sới đều lặng đi trước thần lực ghê gớm của ông cả ngũ. Thôi thế là quám đen bại rồi, keo vật bị đánh bại một cách nhục nhã, cay đắng quá chừng. Đây là một hình ảnh minh họa cho hội vật. Đoạn văn thứ ba gần như là một bài văn miêu tả hoàn chỉnh có ba phần, tả cảnh cả ngũ và quám đen, hai đô vật tài mạnh trong hội vật ở đền đô. Phần mở bài, từ đầu đến ầm ầm, giới thiệu quang cảnh chung và các nhân vật. Phần thân bài, tiếp theo cho đến ngang bụng vậy, nói về diễn biến keo vật, miêu tả cử chỉ hành động của nhân vật. Phần kết bài là đoạn còn lại, nêu cả nghĩ và nhận xét về keo vật. Tóm lại, chúng ta có thể chốt ý cho phần tìm hiểu ba đoạn văn như sau. Đoạn 1, tả Dượng Hương Thư, người chèo thuyền vượt thác. Ở đây tác giả đã tả người trong tư thế làm việc, thường dùng nhiều động từ. Đoạn 2, tả Cai Tứ, một người cai gian xảo. Đoạn này đặc tả chân dung, thường dùng nhiều tính từ. Đoạn 3, tả cả ngũ và quám đen là hai đô vật tài mạnh. Ở đây tác giả tả người trong tư thế làm việc, thường dùng nhiều động từ. Ta chuyển sang phần 2 nhỏ ghi nhớ sách giáo khoa trang 61. Muốn tả người, chúng ta cần xác định được đối tượng cần tả, tả chân dung hay tả người trong tư thế làm việc, quan sát lựa chọn các chi tiết tiêu biểu, trình bày kết quả quan sát theo một thứ tự. Bố cục bài văn tả người thường có 3 phần, mở bài giới thiệu người được tả, thân bài miêu tả chi tiết, ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, kết bài thường nhận xét hoặc nêu cả nghĩ của người viết về người được tả. Chúng ta chuyển sang phần 2 la mã, luyện tập. Bài 1, sách giáo khoa trang 62. Câu hỏi A, nêu các chi tiết tiêu biểu khi miêu tả một em bé chừng 4-5 tuổi. Chúng ta có những gợi ý như sau. Nước da em trắng hồng, thân hình mũm mĩm, đôi mắt đen láy, môi đỏ. Câu B, nêu các chi tiết tiêu biểu khi miêu tả một cụ già cao tuổi. Chúng ta chú ý đến mái tóc cụ bạc trắng, da đồi mồi, nhiều nếp nhăn, mắt đã mờ, miệng móm mém, dáng người khom xuống. Câu C, nêu các chi tiết tiêu biểu khi miêu tả cô giáo của em đang say sưa giảng bài trên lớp. Chúng ta chú ý về đôi mắt trìu mến hướng về cả lớp, giọng nói trầm bổng, trong trẻo, cuốn hút, tay cầm phấn, chân bước nhẹ. Và sau đây là phần hệ thống kiến thức ghi bài. Các em hãy ghi vào tập bài học nhé.
một vài điều cô dặn dò đến các em. Sau bài học này thì các em hãy học thuộc hai phần ghi nhớ ở sách giáo khoa trang 47 và trang 61. Các em hãy tìm tư liệu cho bài văn miêu tả cảnh đường phố, khu phố vào dịp giáp Tết và làm bài tập số 2 sách giáo khoa trang 62. Và thời hạn nộp bài của chúng ta là đến hết ngày 24 tháng 4 năm 2020. Cô gửi thêm địa chỉ email của các thầy cô bộ môn ngữ văn 6. Các em hãy gửi bài tập đã hoàn thành cho thầy cô bộ môn văn của lớp mình và đúng thời hạn nhé. Thầy cô sẽ sửa và chấm bài cho các em. Vậy là chúng ta đã hoàn thành tiết học rồi. Cảm ơn các em đã chú ý tham gia vào bài học cùng với cô. Cô chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.